Chứ nếu mà là tôi giảng một lần nữa là tôi sẽ chỉ cho các vị nhiều cái nó sâu sắc, nó mới hơn cái cũ tới 50%, cái mới thêm nữa đó. Cho nên ở đây nó là Phật tánh không nhân không quả, cũng như Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn không có nhân không quả, nó là quả mà nó không có nhân. Niết Bàn là quả mà không có nhân, mà không có nhân mà có quả, tất nhiên là quả không phải là quả của nhân. Vậy là Niết Bàn, Đại Niết Bàn cũng không có nhân và không có quả. Mà Đại Niết Bàn không có nhân không có quả thì Phật tánh cũng không có nhân không có quả. Tại làm sao mà nói gì? Tại làm sao mà tất cả chúng sinh ai nói không nhân không quả, bác không nhân quả là cái người đó tội lỗi, sẽ không có ngày cất đầu ra khỏi luân, sanh tử luân hồi. Mãn mãn đảng đảng như quả ương, khi hữu trước vô bình, bình diệt nhiên quả di tử đầu quả. Bác đạt không bác nhân quả, bác đạt không bác bác nhân quả, mãn mãn đạt đạt chiêu quả luôn, quả chi tỷ tỷ tịnh chi đầu quả. Khi hữu trúc vô bình diệt nhiên quả chi tự tịnh chi đầu. Quát đặt không bác nhân quả, nghĩa là bác không nhân không quả, cho rằng không có gì hết, là người có tội đó. Cái người mà đần đần động động như vậy là tự mình chiêu rước tai họa về cho mình. Do vậy cho nên là tất cả những người đệ tử Phật mà đần đần động động mà bác nhân quả, mà để chấp chặt lấy cái không trơn bằng tưởng tượng của mình, thì cũng giống như là cái người sợ chết đuối mà chạy đâm đầu vào lửa, hoặc là sợ chết nóng vì lửa đâm đầu chạy nhảy dưới biển dưới sông, thì cũng là một chết. Cho nên là người đệ tử Phật không được, không tin nhân quả, không được bác bỏ cái chân lý nhân quả. Vậy mà ở đây rằng Phật tánh không nhân không quả, rằng là 12 nhân duyên không nhân không quả, đành rằng nói vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, cho tới nhân duyên nhân sắc lục nhập xúc thọ ái thủ sanh lão tử, nhân duyên nói lào lao. Nhưng mà nói cái lý 12 nhân duyên như vậy mà Phật nói rằng là cái giáo lý 12 nhân duyên đó hàng thanh văn duyên giác không đơn giản, hiểu được đâu, trình độ thanh văn duyên giác không nghe được đâu. Đó là bởi cớ gì? Chỗ này là cái chỗ nên để ý. Khi nào chúng ta chưa bỏ, chưa rời được cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp, tâm tưởng chúng ta chưa rời được cái ý niệm chấp ngã và chấp ngã sở hữu, hay là nói cách khác chấp ngã và chấp pháp, chưa rời được bốn tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, chưa rời được bốn tướng đó, chưa rời được hai cái tướng chấp ngã chấp pháp đó, mà bác nhân quả thì người đó tự chiêu quả luôn. Vì chúng ta còn ở trong bên mặt hiện tượng của giải pháp thì
thì phải chấp nhận vạn pháp là duyên sanh. Bởi vì bên mặt hiện tượng vạn pháp thì vạn pháp là duyên sanh, là chân lý, không có cái nào không có nhân mà có quả bao giờ. Cũng như đã có quả thì cái quả nào cũng từ nhân mà có. Do vậy cho nên bên mặt hiện tượng vạn pháp, nói cách khác là bên mặt hữu vi pháp, thì không thể bác bỏ nhân quả, không thể tách rời chân lý nhân quả mà trúc chân lý được. Vậy thì bên mặt hiện tượng vạn pháp phải dựa trên chân lý nhân quả. Còn như ở đây nè, kinh Đại Thừa Đại Bác Niết Bàn này là một nhà kinh tối thượng, cho nên Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta về bên mặt chân đế, bên mặt bản thể của vạn pháp, chứ không phải là bên mặt hiện tượng vạn pháp. Thường thường là chúng ta lẫn quẩn tư duy quan niệm bên mặt hiện tượng của vạn pháp, thì nhiều người có thể tư duy quan niệm hiểu được, hàng thanh văn duyên giác có thể hiểu được, mà bên mặt bản thể của vạn pháp thì chỉ có Bồ Tát, cái hàng thanh văn duyên giác chưa hiểu thấu nổi. Cho nên 12 nhân duyên là nói như vậy, đi ra cho cùng á là cái giáo lý tứ đế đó, khổ khổ, thành khổ và ngoại khổ đó, cũng phát xuất từ 12 nhân duyên mà Đức Phật triển khai nó ra. Còn một cái điều sâu sắc nữa mà tôi nói, nếu không phải là cái người đi sâu vào con đường một quyết tâm học Phật thì tôi nói các chị nghe, các chị thấy nghe làm như nó rối rắm thêm. Cho khi tới năm nay, cho tới năm nay là hơn 60 năm dạy chuyên rồng dạy học, tôi có thể nhận thức đánh giá lại cái cách sư phạm, cái cách dạy học, cái cách triển khai của kinh điển mà người xưa đây không có nhất thiết là tất cả những người xưa, mà có những hạng người xưa tùy theo cái nhận thức của họ, họ sắp xếp cái cách nói á, làm cho cái người học khó tu tập, khó nhận thức và khó hiểu. Chứ tôi nói thí dụ như giờ ở cái chân lý từ lâu nay tôi nói các chị nè, thì khổ đế nó có ba cái khổ lớn là khổ khổ, hạnh khổ và quả khổ. Nói như vậy là làm cho người ta khó học, mà phải nói rằng là hành khổ, khổ khổ và ngoại khổ. Phải nói hành khổ trước. Khổ khổ là cái thứ gì, ngoại khổ là cái thứ ba. Nó mới đúng trên cái trình tự của vô minh, hành thức, tinh sắc, lục nhâm là hành khổ đấy. Hành thức tinh sắc nhập xúc thọ ái là khổ khổ này. Rồi thủ hữu sanh lão tử là hoại khổ này. Cho nên cứ theo thứ lớp mà nói thì ba cái món khổ của tứ đế, giáo lý tứ đế này, lẽ ra mình phải nói hành khổ, khổ khổ rồi hoại khổ. Người nghe tôi thấy vô minh, hành thức, tinh sắc, lục nhâm, đây là hành khổ, đây là trong cái quá trình của vạn pháp hữu vi nó diễn biến, mà cái sự diễn biến đó tức là nó biểu hiện cái chân lý vô thường. Vô minh nó hợp tác gì, nó tác động với hành, với thức, với danh sắc, với lục nhâm, thì
đó là trong cái giai đoạn cái quá trình diễn biến của mấy cái món đó. Thế là nó là phải là hành khổ. Thì để đó là số 1. Lục nhập là xúc thọ ái là khổ khổ. Tại sao mà tôi nói như vậy? Tại sao tôi để nó như vậy? Là tại vì tôi nghiên cứu kỹ lắm. Cái khổ mà chúng ta khổ đó nha, là từ lục nhập, từ xúc, từ thọ, từ ái, bốn cái đó nó làm cho con người có ra cái cõi khổ trên cõi đời này. Chứ không phải ai đó, không phải trời, cũng không phải tạo hóa nào sinh ra con người để khổ đâu. Không có con người nào mà trời sinh ra để chịu khổ hay là tạo hóa sinh ra để chịu khổ, không có. Mà con người khổ là tại vì từ có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, nó mới sinh ra khổ. Khi mà có danh sắc, vô minh tương tác với hành, chứ hành là kể cả nó diễn biến từ trong bụng mẹ, kể từ khi mà mới có một cái chất gọi là kala lạ đó, gọi là cái nó chưa gọi là phôi được đó, mà trong danh từ mà gọi là cái kala lạ là cái chất mà của giữa cha và mẹ là nó chưa tác động nhau đó. Thì bắt đầu từ đó là nó có sự diễn biến là nó có hành quấn cái trong đó, diễn biến liên tục cho tới 3 tháng, tới 6 tháng, tôi gọi là thập hoạt hoài thai, rồi nó diễn biến tới tam niên nhũ bộ, rồi nó diễn biến cho tới có thân có tâm hoàn chỉnh, rồi nó diễn biến cho tới cái là lục căn hoàn chỉnh, rồi cái lục căn đó nó tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp sáu cảnh bên ngoài, thì gọi đó là lục nhập. Kể từ mà lục căn mà nó tiếp xúc với lục nhập đó là nguyên nhân của xúc, trong đó nó cộng với xúc, xúc rồi nó thành ra là thọ. Đấy, thì trong cái thọ đó đó là mình phải thọ đủ thứ à, thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thùy, thọ tham, thọ sân, thọ si, thọ mạng, thọ nghi, thọ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, dân các thủ kiến, thọ dân dân thọ. Từ lục nhập rồi tới xúc, từ cái tâm sở xúc đó tạo ra, nó hợp tác với cái thân này, thân tâm này gọi là danh sắc. Lục nhập xúc rồi thọ, thọ rồi sanh ái. Chính cái ái này nó mới khổ đó chứ. Xúc thọ ái là nguyên nhân của khổ. Cái này tôi nói các vị đừng dội nghe tôi. Cho nên ba cái ông nào nó nói, có một Phật tử mới hỏi tôi nè, người ta nói rằng là kinh điển đại thừa là không phải Phật nói, còn kinh điển tiểu thừa phải Phật nói. Tôi nói thằng nào nói cũng không nghe. Vấn đề là cái kinh gọi là kinh đó, mà kinh đó nói cái gì? Nói cái gì mà khi mà đem ứng dụng ra lợi lạc cho mình, lợi lạc cho mọi người, lợi lạc cho tất cả mà không ai chối cãi được. Ngược lại, kinh đó nói cái gì, chỉ dễ cái gì, cần phải ngăn chừa. Nếu không ngăn chừa thì nó đau khổ cho mình, đau khổ cho người và đau khổ cho nhân quần xã hội. Nếu có cái kinh nào mà dạy được như vậy thì cứ nghe. Phật nói cũng được, ai nói cũng được. Còn bằng mà ngược lại hai cái ý tứ đó, về mặt ứng dụng, về mặt lành mà không đem lại lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh, về mặt tác hại cho con người mà không ngăn chừa nó thì hại mình, hại người, hại tất cả chúng sinh. Nếu mà nó phạm trong hai cái quy trình đó thì thằng nào đó cũng không nghe. Chứ đừng có nói là đại thừa tiểu thừa chứ, thừa nào cũng vậy, thằng nào nói cũng không nghe. Học Phật vậy đó. Tôi nói nghe vậy, ta nói tôi chữ lộn, sao có phải? Không có
chữ lộn, cái đó là Phật cho đấy. Phật cho nói nghĩa là đệ tử Phật hỏi những chứ ngoại đạo họ cũng nói kinh của họ hay, Phật nói kinh của Phật cũng đúng vậy thì chúng con biết nghe ai? Phật đưa ra cái tiêu chuẩn vậy. Cho nên ông đừng có vội nghe ta, mà ông cũng đừng vội nghe người khác, và đừng vội nghe bất cứ ai, dầu họ nói họ là Phật, dầu họ nói là họ ở bên Phật, dầu họ nói là họ gần từ chỗ ông hiền thánh nào đó, họ mới vừa nghe đây họ lại nói với ông cũng đừng nghe. Dầu họ nói họ 150 tuổi, họ là bậc kỳ cựu đa văn, mà họ nói, mà cái lời nói của họ đem ra ứng dụng trong cuộc sống là đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả, đều không nghe. Chứ không phải 150 tuổi nói rồi mình phải nghe. Rồi còn cái người mà 20 tuổi, 30 tuổi nói mà mình không nghe, không phải vậy. Bởi vì con rắn nhỏ xíu vậy nè, mà nó cắn một cái là trào đầu liền. Chứ không phải đợi con rắn bằng bắp dế, bằng cái chuối mới là cắn mới đáng sợ đâu. Không, con rắn bằng ngón tay thôi, cắn một cái là chết liền. Nó gọi là mái gầm tại chỗ, nó hổ về nhà. Cái hổ cắn là từ mà ruộng về tới nhà chết. Mái gầm là cắn chết tại chỗ. Tục ngữ của dân quê là vậy đó. Cho nên là không phải là nhỏ tuổi mà nói mình không nghe. Không phải đợi là lớn tuổi nói mình mới nghe. Cho nên họ nói họ lớn tuổi, họ già, lâu năm cũng không phải gì vậy mà mình phải nghe. Đấy. Cho nên là nhiều người giảng kinh, giảng nói cái kỳ cục lắm, mà mình nói thành ra nó giống như nó cãi lộn vậy đó. Thành ra chúng ta tư duy thử coi có phải từ lục nhập xúc thọ ái mà con chúng ta khổ hay không. Lục nhập của mình nó tác động, lục căn nó tác động với lục cảnh, với lục trần. Tự nó tác động với sắc, sắc nó thành trần, ha, thành sắc trần, nó làm nhiễm ô của mắt của ta. Nghe âm thanh, nghe nhạc, có những thứ nhạc khiêu gợi, nhạc dục vọng, nhạc là ru hồn, nó làm cho người ta buồn phiền, đau khổ, giờ yêu đương bậy bạ, thất tình, tự tử, vì ba cái thứ nhạc bậy bạ. Thế thì là cái thanh nó thành thanh trần. Cái thanh tự nó không phải là trần, nhưng mà tại vì là nó sáng tác cái lời nhạc, cái lời ca quý vị, ru hồn, dục vọng, tán thác dục vọng, cho nên nó làm cho người ta đau khổ, thành ra cái thanh nó thành thanh trần. Hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, từ cái lục nhập đó, nó giữa cái căn cái trần nó có cái tâm sở xúc. Tâm sở xúc rồi mới là thâu cái trần vô trong căn, rồi nó mới là tác động vô tới cái óc, tới ý thức, cái thành là thọ. Thọ thương, thọ nhớ, thọ vui, thọ buồn, thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thần, ha. Thọ cái hình dáng đẹp, hình dáng xấu, vân vân các thứ thọ. Rồi cái thọ đó nó sanh ra ái. Mà tất cả chúng ta phải xác nhận rằng chúng ta là tuyệt đại đa số. Nếu không có trách nhiệm tư duy nổi thì đều là mọi người chúng ta ai cũng đều là một bồ ái nhiễm ở trong tâm hồn. Cho vậy mà gọi là ái hà thiên sinh lãng, khổ hải vạn trùng ba. Câu đó không sai. Tất cả chúng ta đều là lăn hụp ở trong cái biển ái, ở trong cái sông mê. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy, ái vô số cái ái. Ái ngã, ái pháp, ái ngã tướng, nhân tướng, danh tướng, thọ giả tướng, ái nhiều lắm, cái diễn biến ra nhiều lắm. Thế thì bốn cái thứ đó nó thành ra là khổ khổ đó. Thế là mình phải đọc là hành khổ, khổ khổ rồi mới là hoại khổ. Hoại khổ là sanh lão tử, gọi là hoại khổ.
Thế thì nếu mà về dân tự đó, mình đọc vậy đó. Cũng như tôi nói cái này nè, mà tôi cho rằng là các vị tiền bối, những người dạy học triển khai về giáo lý, người ta chỉ chú trọng về cái mặt đau khổ, đau khổ của con người. Cho nên khi mà triển khai là các ngài đặt cái vấn đề là khổ là quan trọng hơn hết. Cho nên khi mà triển khai giáo lý thực tế, người ta nói khổ khổ, rồi hành khổ, rồi mới hoại khổ. Qua sự nghiên cứu lâu dài của tôi cho rằng là phải nói hành khổ, khổ khổ, hoại khổ. Đó là nó đúng theo cái trình tự của 12 nhân duyên. Nó tam khổ nó phát xuất từ 12 nhân duyên đó. Do vậy cho nên là cái giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa, mà Phật sử dụng 12 nhân duyên trong đó, ngầm để dạy trong đó rồi, mà người tiểu thừa đâu có hay, đâu có biết. Cho nên Phật nói rằng giáo lý 12 nhân duyên là tiểu thừa, thanh văn, duyên giác các ông không hiểu được là cái chỗ đó. Ta đã ngầm dạy rằng là hành khổ, khổ khổ và quả khổ, là ba cái khổ đó, là cái gốc của nó là từ trong 12 nhân duyên. Chứ không phải trời sanh ra con người là ai cũng phải khổ. Không phải là tạo hóa nào đó sanh ra con người để chịu khổ. Có từ 12 nhân duyên. Mà 12 nhân duyên thì có nhân có quả không? Thật vậy không? Có vô minh làm nhân, cho hành hành làm nhân, cho thức thức làm duyên, cho danh sắc, danh sắc làm duyên, cho dục nhập làm duyên, cho thức, vân vân. Có vậy không? Không. Họ dựa vào đâu mà biết? Dựa vào ông người giác, ông nhắc con mắt, ông xé con mắt mọi người ra, ông nhắc nhở cho mình ngay đầu cái tác phẩm riêng ước của ông. Ông người giác mở đầu tác phẩm, ông nói quân bất kiến. Các anh có thấy không? Có hiểu không? Tuyệt học vô vi, nhàn đạo gian, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Các anh nên hiểu rằng bậc tuyệt học vô vi, bậc nhàn đạo, bậc thấy rõ chân lý, người ta không có trừ bỏ vọng tưởng nào hết, người ta cũng chẳng có cầu chân như nào. Bởi vì trong đầu của mọi người ai cũng có cái đệ chức nghĩa không ở trong đó à. Ai cũng có, nói theo cái Lăng Nghiêm là ai cũng có cái thể, cái chất liệu thể tánh tịnh minh và cái chân tâm thường trú ở trong đó à. Mà thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú đó là tên khác của đệ chức nghĩa không, nghĩa là nó không có phiền não, không có vô minh, không có nào gọi. Cho nên cái người tu hành người ta bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, không trừ vọng tưởng, không cầu chân như nào hết. Niết bàn dầu là nó sờ sờ để hiện hữu ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà cũng không cần cầu. Tại vì đó là cái hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, lúc nào nó cũng có, thì cầu là cầu cái gì. Như cái ánh sáng mặt trời vậy, là nó dính cứu ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Ai điên khùng gì mà đi cầu ánh sáng mặt trời, mà lại lục mà gian sinh, mà mong mỏi, mà hy vọng là ánh sáng mặt trời cho con ánh sáng, cho con cái sáng, cho con cái ấm, cho con cái lửa, cho con cái điện, quanh quanh. Không có. Không cầu cái gì được hết. Ai biết sử dụng nó lấy lửa thì có lửa. Ai biết sử dụng nó cần điện là có điện. Ai biết sử dụng nó để thắp sáng thì nó sáng. Ai muốn sử dụng nó để làm la lục diệp, để nuôi dưỡng lá cây thì nó nuôi dưỡng lá cây. Dân dân và dân dân, sáng mặt trời nó đủ tất cả. Cho nên không ai điên rồ dạ dòng gì mà cầu nguyện lại lục giang sinh cái gì ở trong ánh sáng, trong cái bầu vũ trụ dưới ánh sáng mặt trời. Dạ sáng mặt trời không có đêm. Đêm là đại, mình ở trong cái hành tinh mà một ở trong 8 cái hành tinh. Thành ra là mình
thấy có đêm có ngày, chứ ánh sáng mặt trời không hề có đêm, không hề có ngày. Cho nên bậc thượng học của quý nhạc đạo không trừ vọng tưởng, cũng không cầu chân nhân. Vì sao vậy? Vì vô minh thần tánh, tức Phật tánh, ảo quá không thân, tức Pháp, tức Phật tánh. Cái thành tích của vô minh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong vũ trụ hiện hữu tồn tại, chính cứu trong vũ trụ, chứ có nó có cái gì ở đâu, nó không là cái gì hết. Cho nên vô minh mình làm duyên cho hành, vô minh là cái gì mà nó làm duyên cho hành? Không có. Thành tích của vô minh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Còn hành là cái gì mà gọi là làm duyên cho để sinh ra thức? Cũng không có. Hành là dựa trên hiện tượng giảng pháp mà anh nói, có thời quá khứ, có thời hiện tại, có thời vị lai. À, cho nên là 5 năm trước thì anh có 5 tuổi, mà bây giờ là 10 năm sau là anh được 10 tuổi, mà 15 năm sau anh được 15 tuổi. Đó là dựa trên cái hiện tượng giảng pháp của một đứa con nít. Anh dựa trên cái cây, anh trồng một tháng nó lên được một tấc, anh trồng 3 tháng nó lên 3 tấc, anh trồng 6 tháng nó lên là một thước. Anh dựa vào cái hiện tượng là cái cây sen, để mà anh thấy nó có tháng trước, tháng 1 như thế, tháng 2 như thế, tới tháng 6, 6 tháng đó như thế, là anh dựa trên hiện tượng giảng pháp. Thế còn cái bản thể chân như của giảng pháp là ngay trong cái gốc này là đã có quá khứ, đã có hiện tại, đã có gì, gì lại. À, do vậy cho nên lấy cái nào là nhân, cho cái nào là quả, cho cái nào có nhân quả. Vì có cái chỗ này, cái chỗ này tư duy như vậy mới gọi là tu thiện. Cho nên nói không nhân không quả là dựa trên mặt bản thể chân như của nhà Pháp thì không có nhân và không có quả. Bởi vì không có quá khứ hiện tại gì là một, là tất cả là một, thập thế cách pháp dị thành một. Ngay trong một đời có đủ 3 đời, ngay trong một đời có đủ 10 đời. Đó là cái chỗ mà học Phật, mà không học cái đó đó. Thì nói bậy cho tới ngày chết chứ không có được cái gì. Học bậy tới ngày chết, nói bậy tới ngày chết. Mà nói bậy tới ngày chết đó thì là tu, gọi là tu uổng kiếp thôi, chứ không có được cái gì. Anh không thấy được chân lý thì anh được cái gì? Tu theo đạo Phật là để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức chân lý, để sống theo chân lý. Mà anh không nhận thức được chân lý thì anh lấy gì anh sống theo chân lý? Mà không sống theo chân lý thì anh lại thằng nào, con nào, thằng nào đáng cho mình lại, tại sao mình phải lại nó? Con nào đáng cho mình lại, tại sao mình phải lại nó? Ấy, nói vậy người ta nói mình giữ, chứ đâu có giữ gì đâu. Tôi nói cái từ con nào. Hồi đó có cái người Phật tử đó, ông mời tôi lại nhà thỉnh Phật, thỉnh lương nhang, rồi tôi giúp đỡ. Tôi nói lương nhang thì muốn mua cái lương nhang tầm đẹp thì tôi biết, tôi có khả năng giới thiệu mua cái bộ lương nhang vừa trang trí mà vừa để thắp nhang, một chiếc đèn đẹp, tôi có khả năng giúp cái đó. Và tôi cũng có khả năng bày vẽ cách sắp xếp thờ Phật. Thì tôi chủ trương là thờ một cái ca thôi. Thì có mấy người mà ta ham thờ nhiều quá, ta nói dạ để cho con thật, cái có cái ông thầy kia phúc cho con tụi con ham rồi, để thờ con ham luôn. Tôi nói không có cái con nào lên được ngồi đó, không có con nào mà lên ngồi bên Phật Thích Ca vậy, là Phật Thích Ca là phá rối ông, sao không chịu được. Họ nghe họ ngã ngửa ra, vừa cười mà vừa ngã ngửa, phải không? Mà
kia. Năm đứng thở thở mắt thâm. Rồi Phật ngồi ngày như đêm ngồi có mình à. Mà Quan Âm vậy là nét kiều diễm chập chờn xuân mộng mà kiếp tài hoa hình bóng bạch chân vậy đó. Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn mình lứng ra trời nhăn ngấn ngơ xa vậy. Mà lên ngồi kế bên ổng vậy sao không chịu được. Phá nóm người ta hay sao? Dùng ý gì đây? Cho nên tôi nói không có con nào lên được ngồi gần Phật Thích Ca. Tại sao tôi nói nghe dữ tợn vậy? Không lẽ tôi giết bạn không mấy gì phải không? Chứ Quan Thế Âm Bồ Tát là phải học như thế này. Chịu âm Quan Thế Âm Phật Âm Hải Triệu Âm Thất Mỹ Thế Gian Âm thì cố tu thường niệm đó là cái đó là cái pháp hoa. Còn đây tôi muốn nói cái cách mà mình gọi là niệm Quán Âm là không phải niệm cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm cho nhiều vậy rồi Quán Âm khen mình rồi chấp điểm mình, không có phải vậy. Mà niệm Quán Bồ Tát à, là người ta phải học sơ văn trung nhập lưu vong sở. À, là cái cách tu tập bằng cái lỗ tai nghe cái âm thanh, đối tượng âm thanh vừa nghe vô lỗ tai rồi bỏ đi, nghe rồi bỏ đi. Bởi vì nếu mà mình nghe mà nếu mà mình chấp ít thì đau cũng ít, mình chấp nhiều quá ha thì mỗi một ngày vậy đó cái lỗ tai mình nó làm cho mình đau khổ có thể từ 10 lần 50 lần 100 lần tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Do vậy cho nên cái người mà biết niệm Quan Âm là ta nhập lưu trong sở là giữa căn và trần mà nó nghe đó là người ta biết lựa lấy cái nào và bỏ cái nào. Sở nhập cái tịnh, động tịnh như tức liễu nhân bất sanh. Cái giai đoạn thứ hai là đây nè, cái này gọi là nghe động nè. Bây giờ là không có lắc chuông nữa là nghe tịnh, nghe động nè, nghe tịnh. Phải học cái câu động tịnh như tướng liễu như bất sanh, nghĩa là mình đừng để cho cái động hoặc cái tịnh nó tác động vào cái tâm tư, cái ý nghĩ thanh tịnh vốn có của mình. Nếu mình không khéo mình để cho động nó tác động vào cái tâm thanh tịnh vốn có của mình bị động, rồi cái lúc mà yên tĩnh là mình bằng lòng với cái yên tĩnh, mình chê cái động, thế là mình bị động tĩnh nó làm dao động, đó là cái đau khổ, đó là do cái lỗ tai. Đó. Cho nên tôi nói cái này các vị chứng kiến đi. Nếu mà các vị mình lỡ mà ở cái nhà của mình mà gần cái tiệm hát karaoke hoặc là cái tiệm mà họ bán máy đó, tràn đẹp hơn, tôi đi vô cái tiệm bán máy thiệt là tôi niệm qua không nổi rồi cả. Nó hát cái âm ỉ mà nó la cái thứ nhạc gì đâu á. Mà mình chịu không nổi cái đó đó, có nghĩa là động tĩnh mình bị động, bị động vì động, bị động vì tĩnh, mà mình còn thua cái đó là mình thiệt thòi lỗ lạ. Do vậy cho nên gặp cái môi trường đó là mình phải lánh cái chỗ đó. À, chứ còn nói rằng là mình ở đó mà mình chịu tận thì cũng không phải là giỏi đâu, mà phải tu thiền. Tu thiền là nó có nhiều thứ ly mà sanh hỷ. Thế là thì mình cần phải ly cái chỗ đó, mua gì xong xong rồi cái mình về, mình ở cái chỗ để cho cái động tĩnh liễu nhiên bất sanh, không đau khổ gì động mà cũng không đam mê gì tĩnh. Như thiện tiện tăng văn sở văn tận, tiến lên một bước nữa văn sở văn, tăng văn và Phật sở văn. Sở văn là thanh trần ở bên ngoài đó. Tiếng của
người nói, tiếng trống, tiếng mở, tiếng chữ lộn, tiếng karaoke, tiếng cà phê ôm, nhạc cà phê ôm, vân vân. Đồng tình như thức liệu nhiên bất sinh. Đừng để cho cái đó nó tác động vào trong tâm trí của mình. Cho nên cái nhà của mình mà nếu mà chẳng may mà ở vào cái chỗ gần chỗ ca hát chơi mời đó, cái đó có tu đó. Môi trường hoàn cảnh không tốt nó cũng chướng ngại trên đường tu đấy. Mà muốn cái người gọi là niệm Quan Âm á, là phải tạo cái môi trường làm sao cho đừng để cho động và tịnh, cái đó nó làm khuấy động tâm hồn. Thế thì giai đoạn động tĩnh liệu như bất sinh, chứ thì tiềm năng văn sở văn tập, bước lên một bước nữa là năng văn và sở văn xóa bỏ. Ta không thèm nghe cái bên ngoài nữa. Do vậy mà Đức Phật thường dạy các vị tỳ kheo là hãy tu thiền định ở chỗ vắng vẻ, để tu thiền định đi kinh hành cũng thiền định, mà ngồi ăn cũng thiền định, mà đi đứng nằm ngồi đều là tứ duy thiền định, là tạo cái điều kiện văn sở văn tận, bỏ phủ định, bỏ quét bỏ cái năng văn sở văn tận dân ba tận 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 dân bất đủ giác sở giác không. Lúc bây giờ nghĩa là cái hành giả nó còn một ý niệm giác tỉnh giác, nghĩa là mình không phải là ngủ, mình không phải là chết, mình không phải là mê man, nhưng mà cái ý niệm nó thanh tịnh, chỉ còn một cái tâm hồn thanh tịnh, mà cái ý niệm về năng giác sở giác á, năng văn sở văn bỏ rồi, và năng giác sở giác cũng cho nó thanh tịnh. Rồi mình coi nó như không có gì, giác sở giác không. Thêm một bước nữa, không giác tịnh giác, không sở không diệt. Mình thấy rằng là mình chỉ còn trong một cái bầu chân như thanh tịnh, vắng lặng như hư không. Nhưng mà đừng có đam mê cái vắng lặng như hư không đó. Bởi vì nếu mình còn thấy cái cảnh vắng lặng như hư không mà mình đam mê đó, thì đó là sở không, mà cái thế của mình là năng không, vẫn còn chưa phải là thanh tịnh thật sự. Do vậy cho nên là không sở không diệt, năng không. Năng không là cái trí đam mê cái không. Sở không là mình thấy cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh, cả đó cũng phải bỏ đi. Không sở không diệt, diệt cả cái năng không sở không. Cho nên Nguyện Giác Thiền Sư nó nhị thập không môn nguyên bất trước là 20 cái từ không. Trong không, ngoài không, lớn không, nhỏ không, xanh không, vàng không, trắng không, đỏ không, không không gì đó, 20 cái từ không đều không dính. Nó gọi là không sợ không diệt. Trong cái đạo ca tôi nhất có 16 món không là tôi bỏ bớt, vì chỉ có bớt không sâu quá, nói các vị nói tôi khùng. Phân tích cái đó các vị nghe không có nổi. Trừ ra người tu tập sâu sắc thì nghe mới nổi. Cho nên tôi bỏ bớt, tôi gọi là thập lục không môn nguyên bất trước. Cái kỳ thật là của Quyền Giác là nhị thập không môn nguyên bất trước. 20 cái từ để chỉ cho các cái thứ không. Bỏ hết gọi là không sợ không. Cái trí ăn không và cái đối tượng không. Xóa bỏ hết. Thế là nó loại ra tới cái gì chứ ha? Việc sống không sợ không. Diệt khả năng không thì sao không? Thì diệt nó ló ra. Sanh diệt, diệt vậy. Tịnh diệt thì là. Diệt đi cái điểm sanh diệt là tịnh diệt hiện tiền. Cái tịnh diệt đó nó tự hiện tiền, chứ không ai đem tới, không ai đem lui, không ai cho, không ai tặng vậy đó. Sanh diệt, diệt vậy, tịnh diệt hiện tiền. Anh diệt cái ý nghĩa niệm năng không sở không. Rồi là diệt cái niệm sinh diệt, là cái tịnh diệt đó nó đương nhiên nó có sẵn, chứ anh khỏi cần đi kiếm. Cho nên sinh diệt diệt chỉ là tịnh diệt hiện tiền. Quan Âm là vậy đó, cho nên cái con mẹ đó mà nhầm gì tôi. Cho nên không có đứa nào được ngồi gần bên Phật Thích Ca. Tôi nói nghe đi dữ, nghe đi hổ, nói tôi hổ gì.
Quan Âm của tôi là dầu Quan Âm vậy đó, là cái phương pháp tu, chứ không phải con mẹ. Cho nên Quan Âm là Quan Âm đại sĩ đó, cái le cái lưỡi thành lè đó, cũng là Quan Âm đấy. Rồi Quan Âm hiện 10 đầu, 11 đầu, tới 48 ngàn đầu, hiện 1 tay, 2 tay, 10 tay, tới 81 ngàn tay, cũng là Quan Âm. Chứ đâu phải cái con mẹ mà quần áo thiệt đẹp. Mà mình đây em nói tới Quan Âm là phải có cái hình dáng thiệt đẹp. Rồi đi cầu nguyện bày tả cái người gọi là mẹ Quan Âm. Làm tấm bảng để đó con đền ơn mẹ Quan Âm. Nói như vậy thì nói với ai chứ nói tôi sao tôi chịu được. Tôi không chịu được thì nói tôi giữ là giữ sao. Thành ra là Quan Thế Âm Bồ Tát, là Quán Thế Âm Bồ Tát, là lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm. Diệu âm là Quán Thế Âm, Quán Thế Âm là diệu, diệu âm. Mà Quán Thế Âm là phạm âm, là hải triệu. Hải triệu âm là cái tiết chánh pháp. Phải lắng mà nghe mà tư duy và quán chiếu cái chánh cái pháp của Phật qua bằng cái âm thanh màu nhiệm của trong tâm, trong trí của mình. Niệm như vậy, tu như vậy, lại như vậy mới gọi là tu niệm lại Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành ra nó khổ ghê lắm. Phật tử không có chịu nghe sâu. Ít có người chịu nghe sâu, thành ra thì nghe ba sầu ba sực. Rồi lấy cái quan điểm mà xã hội quá, Phật giáo kêu mà xã hội quá, dân gian quá, xã hội quá, đạo Phật á. Thì đem thì ghép cái tấm lòng quý Phật cùng với cái quan niệm mà tin không chân chánh của tự mình từ lâu đó, mình cộng vô đó. Thành ra là đa số là Phật tử nếu mà không chịu học Phật là mình tin nó không có chút nào Phật. Rồi mình nói mà nó thẳng theo kinh điển đạo Phật á, thì nó đụng chạm tới tâm hồn người ta, người ta nói dữ. Đó nha, tôi nói là một cái ý nữa, tôi nói về 12 nhân duyên ha, mà hành khổ và hoại khổ ở nó phát xuất từ. Rồi còn cái này nữa nè. Cái giáo lý Tư Đế thường thường là các thầy họ giảng là họ nhìn đời bằng bởi vì họ sợ cái đau khổ vì vô thường, cho nên họ nhìn đời, họ nói gì họ nói cuộc đời là vô thường cho nên đau khổ. Vì vậy cho nên là mình phải bớt cái đau khổ đi trong lúc bình hoạn, hoặc là lửa cháy quá hoạn, hoặc là nước trôi, hoặc là tai nạn dịch cúm gà vân vân chết rồi này kia đó, tất cả là đều là cuộc đời nó là vô thường cho nên nó nhiều cái tai họa như vậy. Thành ra khi mà ta triển khai giáo lý Tư Đế ta nói là vô thường là khổ là không là vô ngã. Tôi qua mấy mươi năm rồi, tôi kinh nghiệm rồi, tôi nói dạng như vậy là theo cái bản tánh cá nhân nhận thức cạn cợt của mình. Chứ mà nếu mà dạy có phương pháp mà mình phải nói là vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ. Bốn cái chân lý đó phải nói vô ngã trước. Công việc đầu tiên là phải dạy người Phật tử phải quán vô ngã trước. Vì hiện tượng giảng pháp hữu vi đều là do duyên sanh. Mà duyên sanh thì không có cái nào là nó có cái tự tánh của nó có cái bản chất của nó có cái đơn vị của nó để nó tự sanh ra nó. Mà là nó tương quan tác động giữa trùng trùng điệp điệp mà nó
chưa khởi nó hình thành. Vì thế cho nên nói là vạn pháp đều là vô ngã, thế thì mình phải học cái vô ngã trước mới đúng. Cho nên các Phật tử tôi nói là các vị đi về, các vị phải tự soi rõ mình, phải tư duy quán chiếu cái chân lý vô ngã. Bản thân mình, sắc thọ tưởng hành thức của bản thân mình là vô ngã. Sắc thọ tưởng hành thức của a la gia thức của vũ trụ cũng đều vô ngã. À, quán sắc quán tự quán vậy đó, chứ không phải là cái bình hoa vậy là sắc thôi đâu. Cái thân này nè là sắc quán nè, tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ nè, thắt mao tảo sĩ si lệ viên thoái nếu dịch câu hạn 36 quận trong thân này, để là kể ra chứ kể chưa hết đâu, đều là tương quan tác động, tương quan tự nhiên mà hình thành. Không có một cái tự thể của nó để nó sinh ra đó. Cho nên nó là pháp nhân duyên sanh. Thì là pháp nhân duyên sanh cho nên không có cái tự ngã. Cho nên thì sắc quẩn là vô ngã. Sắc quẩn ở trong bản thân này vô ngã. Còn núi sông đất liền trời trăng men đất cỏ cây hoa lá động vật thực vật con vật nói chung tất cả đều là vô ngã hết. Đó là đại vô ngã. Còn cái thân nếu vô ngã nó thấy được gì? Từ vô ngã nó mới là vô thường, từ vô thường nó mới là bất tịnh. Bất tịnh là bất tịnh, đây là bất tịnh là bất mãn, bất bình, bất tịnh, bất như ý. Nó tạo ra, nó sinh ra mọi nguyên nhân của đau khổ gọi là bất tịnh. Tại vì vô ngã vô thường bất tịnh cho nên là thọ thân này mà nếu mà không có biết tư duy quán chiếu á, không thấy được cái tính chất là như là hiện tượng giảng pháp như mộng, như quyển, như bào, như lộ, như điện, vân vân, không thấy được cái như quyển tâm môi thì mọi người ai cũng đều phải khổ ha. Cho nên cái khổ là cái quả sau của cái không tư duy quán chiếu gì vô ngã vô thường bất tịnh, nó mới sinh ra khổ. Chứ không phải cõi đời này sinh ra là ai cũng khổ. Hỏi dựa vào đâu mà nói vậy? Thì dựa vào đạo Phật, thanh văn dương giác chết, coi như hoa đất sanh diệt giữa hư không, coi như cái móng trời sanh diệt giữa hư không, không hề có khổ. Các hàng Bồ Tát, người ta thấy sự sanh diệt như 10 cái thí dụ. Tôi nhắc các Phật tử học 10 thí dụ hay lắm đó. 10 cái thí dụ mà Phật dạy ông Sách Lợi Phất và đi nói cho ông Tu Đạt Đa đấy, ông cấp cô độc đó, trước khi chết à. Phải thấy cho được hiện tượng vạn pháp này như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như ba tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như giả mã. Nghĩa là tôi nói hơn cái 10 cái của Phật dạy. 10 cái Phật dạy ông Tu Đạt đã nghe đã tỉnh ngộ rồi. Tôi còn cộng thêm là 12 cái. Đệ tử phải học 12 cái ví dụ không có gì của sự vật hiện tượng. Còn nếu như mình chưa được cái đó mà mình cũng phải biết nhận thức cái đó, rồi uốn nắn, rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi bồi dưỡng, mà các vị thấm nhận được cái đó thì các vị mới có nếm trọn cái hương vị giải thoát giác ngộ của nó. Mà cái đó là cái đỉnh cao, mà còn cái ban đầu đó là chưa vào cái quán ngũ quân vô ngã. Cho nên là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu cái ngũ quân dài không tuyệt chiêu, phải thấy cho được ngũ quân dài không. Đó là giáo lý tiểu thừa, và đi lên tới cái đỉnh cao của đại thừa là 12 cái thí dụ không có gì của hiện tượng nhận thức. À, các gì mà thấm nhận cái đó rồi là cứ chơi, ăn chơi, nói chơi, làm chơi, giỡn chơi, cười chơi,
mọi thứ đều chơi hết, không có chuyện gì quan trọng hết. Tu hành con mắt không có cần xịp, đi cũng không cần cái lù gì hết, cứ thoải mái. Là bởi vì hiện tượng giải pháp nó có cái gì ghê gớm lắm đâu, cho nên cứ vui, cứ làm, cứ ăn, cứ vui, cứ cười, cứ tự tại, vào ra đi đứng tự tại. Thành ra không có gì khó hết đó, đi đâu khỏi cần mang chuỗi gì hết đó. Tôi nói xin lỗi nghe, tôi có chuyện gì không biết đâu, đi đâu cũng mang chuỗi hết đó. Mà tôi nói gì mang chuỗi già gì điểm rụng đen ngoài mà tôi cần lất hết trơn, thấy tội nghiệp hết. Cho nên chiều thứ ba này tôi giảng Phật thất ở trên chùa Long Phước Long. Hôm nay tôi dừng ngã qua tới Phật thất rồi. Tôi giảng mùng 1, 30 cho tại chùa Thiên Minh. Rồi mỗi cái từ mùng 1 tới mùng 7 thì có cái đạo tràng tu Phật thất đó, mời tôi tới luôn. Vào vô Phật thất luôn. Phật thất đâu có phải là cái gì ngoài cái của chúng ta không đâu. Không có cái gì ngoài hết á. Chỉ có cái là mấy người mà nghe không hiểu gì đó. Nghe không hiểu gì về Phật thất đó thì nó có ngoài thiệt. Bởi vì là bẫy đó. Nó có cái là bẫy đúng trúc đầu Phật đó, đúng ngoài. Thế còn thiệt ra tu Phật thất là không có cái gì ngoài cái kinh điển của đạo Phật ta. Còn cái giảng bậy thì nó ngoài. Tôi nghe bậy thì về tu bậy thì cái đó nó ngoài. Tám mươi lăm tuổi rồi mà còn đòi tiền con tiền cháu đòi nặng nặng thì đi Phật thất để làm gì? Đó vấn đề cái đó ra ngoài à. 85 tuổi rồi về gặp đô la xin đô la, gặp tiền của đi me xin tiền của đi me, gặp tiền Việt Nam tiền Úc tiền ấy gì xin hết, thiếu hoài mang ra trường. Anh ra trường mà đô la tháng nào cũng có 200-300, 400-500 vậy mà thiếu hoài. Thế thì là đi Phật thất để học cái gì tu cái gì mà tám mấy tuổi rồi. Cái đó là tôi nói các cụ ai lớn tuổi để ý nè, còn các vị trẻ cũng để ý được cái đó nữa đó. Mình lớn tuổi rồi thì con cháu nó lo nó cho mình ăn cơm được rồi, rồi đòi tiền nó chi, rồi đòi nó không cho là khóc hoài, khóc để làm gì, đau khổ như vậy là không cần thiết. Tu là người ta phải là tư duy, ta quán chiếu, ta thấy là hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lỗ rồi. Cho nên coi chừng cái chỗ đó. Còn già rồi thì tắp nuôi trở lên rồi thì không có chuyện gì quan trọng hết đâu. Có tiền cũng không thèm uống thuốc quý nữa. Để cho con cháu nó xài xong nó xài. Còn tao thì cứ việc là tao già, tao bệnh rồi thì cứ để tao chết, tao không cần uống xong. Tao không cần trị, mình đắt tiền. Thế thì mình đòi tiền chi? Đại để là mình tu là vậy đó chứ. Hỏi tại sao mà mình làm vậy? Là tại vì Phật Thích Ca mà mục đích giác ngộ vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn mà có 80 tuổi mà Phật bằng lòng là bỏ cái thân hữu vi pháp này để nhập niết bàn. Còn mình là cái thứ gì? Mình vô mình về đặt mà mình đòi kéo thêm cái sự đau khổ 5, 10 năm, 20 năm nữa để làm cái gì? Cho nên không cần. Từ đó mình cũng bỏ hết trơn, mình có niết bàn ở hiện thế. Đó, cái cách để tập thu là vậy đi. Thế thì hôm nay tôi nhắc lại các vị hai vấn đề. Một là vấn đề 12 nhân kia phải sắp xếp hành khổ và ngoại khổ. Phát xuất từ ba cái khổ đó, nó phát xuất từ 12 nhân kia. Mà Phật đúc kết ra hòa cái giáo lý tư thế ba cái khổ lắm.
hai là vấn đề ngũ uẩn. Ngũ uẩn là các vị là trong khi mà nói về bốn cái chân lý ở trong khổ đế đó, là phải nói vô ngã trước, mới vô thường, mới bất tịnh, rồi mới khổ, rồi mới không. Cái này là mình học kinh, mình học kỹ đấy. Học kỹ chứ đâu có phải học nhiều kinh. Mua quyển sách nấu ăn về là phải nấu cho được từng món ăn một. Chứ còn đọc mà một lần mua 4 năm người tác giả sách nấu ăn về đọc một ngày hết 4 năm quyển mà không nấu ăn được cái món nào hết á. Thì mua chi cho uổng tiền, đọc chi cho mỏi mắt. Sư tử ấm Bồ Tát Bạch Thế Tôn, nếu Phật cùng Phật tánh không sai khác thì tất cả chân cần gì phải tu hành? Vì biết rằng quả vị Phật mình đã nắm chắc trong tay. Phật tánh thì Phật cho biết rằng là ai chúng sanh nào cũng có. Còn Phật thì Phật nói rằng là Phật không khác gì Phật tánh. Nếu mà Phật tánh mà nó còn ở trong tâm trí của con người, nó chưa thành vô thượng bồ đề thì gọi nó là Phật tánh. Còn mà khi mà cái tánh thanh tịnh đó trong tâm trí của con người mà con người tu tập bồi dưỡng nó hiển lộ ra, nó hiển lộ ra thân khẩu ý thì gọi là Phật. Điều đó chúng ta phải hiểu là như thế. Do vậy cho nên cái câu hỏi của ông sư tử ốc này không đúng, đành rằng Phật và Phật tánh không khác. Đành rằng Phật tánh là nhân, là cái vốn có. Còn Phật là cái quả đã thành tựu. Do vậy cho nên phải tu chứ. Do vậy cho nên phải tu hành chứ. Phật và Phật tánh không khác. Nhưng mà có Phật tánh rồi mà không tu hành thì anh không thành Phật được. Cũng như vàng dầu trong cái nền nhà này có cả tấn như thế này nè. Ông cha để lại cho cả tấn vàng ở trong cái đàn chùa này nè. Mà anh không biết rằng anh có vàng. Anh không đào vàng lên được. Anh không lấy vàng lên được. Thì anh vẫn là một cái thằng ăn xin nhà nghèo thôi. Do vậy cho nên Phật tánh dù có. Mà chính Phật tánh, khi mà bồi dưỡng, khi mà giác hết phiền não vô minh, thì cái Phật tánh đó nó hiển lộ ra, nó thành Phật đấy. Chứ ông Phật cũng chẳng phải là cái ông nào khác. Giống như Thái tử Tất Đạt Đa, Phật tánh có mà chưa tỏ ngộ chân lý, còn phải đi học rày đó, rày đây mai đó, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học, rày đây mai đó. Lúc đó Phật Thích Ca vẫn có Phật tánh đó chứ, nhưng mà chưa thành Phật. Do vậy cho nên Phật và Phật tánh không khác. Nhưng mà ông hỏi, ông nói rằng là nếu mà chúng sinh đã có Phật tánh, đã nắm chắc Phật tánh ở trong tay thì không tu cũng thành Phật, không được. Cho nên chúng ta có Phật tánh sẵn hết đó, ai cũng có đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta có. Rồi cái hũ vàng mà ông cha ta để đâu, chúng ta mới biết là đào lên chúng ta mới xài được chứ. Phật tánh thanh tịnh của chúng ta vốn có đó, mà chúng ta muốn xài nó chúng ta phải làm sao?
À, mà làm sao thì cái vấn đề này tôi xin nhắc này là nha, đơn giản thôi. Nếu mà chưa tu được như quyết tâm mũi thì các vị phải tu sơ thiền cái đã. Phải tập tu sơ thiền. Sơ thiền là đầu đề có một chữ thôi, chữ ly thôi. Cố gắng mà ly. Coi chừng đấy, ở trong cái nhà của mình vậy đó, chồng, vợ, mẹ, cha, con, mà không có ai mà bằng lòng ai, không ai giống ý ai. Do vậy cho nên là trao đổi, bồi dưỡng, giáo dục, nghe thì tốt, mà bạn không nghe mà muốn cho đừng tan rã, đừng ly dị, đừng khai trừ con cái, đủ cho, thì phải tập tu sơ thiền. Ly, ly nghĩa là cái lời nói đó, cái mệnh đề đưa ra thảo luận nói năng đó mà mình thấy nó coi bộ đông không hợp ý ha, thì thôi thì tập nhận 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 quan gia trái chủ tùng thần tận cái rồi mình lõn lõn cái mình đi để mình ly ra chợ đó chịu có nổi rồi nha. À, tu mà sâu rồi đó thì mình ở đó mình ly được. Còn mình mới tập tu á thì là mình phải lõn lõn mình đi thôi. Cái đề tài mà đưa ra mình chịu không nổi là mình lõn lõn mình đi, đi đến ly. Rồi mình tu mỗi ngày mà mỗi lâu rồi đó thì cái nói mà khó nghe khó chịu đó mình lần lần cái này mình nhìn được thì mình khỏi cần lõn lõn đi chỗ khác. Còn ban đầu là phải ly, ly bằng cách lõn lõn đi chỗ khác, bỏ chỗ đó đi chỗ khác. Từ ly mình đã sanh ra hiện lạc. Chớ tôi nói thẳng thừng cho biết, hôm nay tôi mới được một cái thơ ở Ohio gọi về. Hai vợ chồng ở bên Mỹ mà có một cái lúc thì là sắp đổ vỡ, ghê gớm đổ vỡ. Rồi bây giờ hàng gắn lại được, bây giờ với cái thơ gọi về thăm tôi và tán thán chúc mừng tôi, đồng thời cũng có hỏi qua cái sơ nói sơ sơ về cái thời gian gây cấn của cái sự là bất hạnh phúc của gia đình. Gần lắm mà có hai người ở xứ lạ quê người đây mà vẫn đổ vỡ được đấy. Nếu không khéo tu tập, không tu sơ thiền, không nhẫn nhục, là ở ngoài Bắc, ở nước ngoài mà hai vợ chồng đi làm ăn, hai người hai xe hơi đi được ngon quá rồi chứ gì nữa, chi mà vẫn đổ vỡ. À, do vậy cho nên là mình phải tập thôi, chứ không ai bằng lòng với ai được hết. Chắc chắn là không có người nào yêu cỡ mấy, thương cỡ mấy trong lúc đầu ha, chứ còn từ 5 năm, 10 năm, 20 năm chưa kể là cái tình trạng mà khi mà qua Mỹ hết rồi là cái bà xã đó không bao giờ cho cái ông trời con này ăn một miếng cơm nào. Hồi ở Việt Nam là chồng chúa vợ tôi, mà khi mà con cái nó lánh qua bên Hoa Kỳ hết rồi đó là bà cái bà vợ nó đi theo ở với cháu ngoại, nuôi cháu ngoại, ở với gái vừa sướng vừa vui. Còn cái ông ngoại đó hả, ở bên đây làm trời quá, bây giờ qua bệnh nó cho ông ngoại ở mình một à, hổ rồi rồi coi nhà cho mấy đứa con lớn mà chẳng có ai nấu ăn gì hết, ông ngoại buồn vô cùng luôn á. Cho nên các ông ngoại coi chừng, chồng chúa vợ tôi ở Việt Nam này thì được, chứ qua Mỹ là không có được. Qua bển thì phải tập tu thiền giữ thần mới chịu nổi, chứ không là không sống nổi đấy. Thế thì dầu là tất cả chúng sanh đã nắm được Phật tánh ở trong tay, nhưng mà vẫn phải tu.
Phật bảo rằng này Thiện Nam Tử, lời ông hỏi không đúng. Phật và Phật Tích không khai, không khác. Nhưng mà ông nói rằng là chúng sinh không cần tu, bởi vì chúng sinh chỉ là cho biết rằng chúng sinh nào cũng sẵn có Phật Tích, vậy thì cần gì phải tu mới thành Phật. Phật nói lời ông hỏi không đúng. Phật và Phật Tích dù không sai khác, nhưng chúng sanh đâu có dễ trọn lành. Chúng sanh đâu có dễ trọn lành, thân khẩu ý của chúng sanh đâu có lành. Đành rằng Khổng Tử nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhưng mà nó đâu có bổn thiện ngoài đâu. Tích tương cận, tập tương diễn, do cái thói quen. Rồi á, cái bổn thiện đó mà nó gần mực thì nó đen, nó gần đèn thì nó sáng, gần kẻ hiền thì nó có trí, mà gần kẻ là thô bạo thì nó si mê. À, do vậy cho nên là giàu có Phật Tích rồi cũng không phải để vậy thì tự nó thành Phật cho đâu. Ví như có người có tâm muốn hại mẹ, hại rồi sinh lòng ăn năn rất mắc, ba nghiệp dù lành nhưng nội tâm người này vẫn là người địa ngục. Vì người này chắc chắn sống trong địa ngục nên gọi là người địa ngục. Đấy, thế thì là khi cái tâm mà có tâm hại thôi mà rồi sinh ăn năn đấy, mà nó vẫn còn rây rứt, nó vẫn còn đau khổ. Huống chi là hại thiệt, huống chi là làm ba nghiệp không lành thiệt, thì làm sao mà cho rằng là dốt có Phật Tánh rồi tự nó thành Phật được. Đấy, do vậy cho nên là giàu có Phật Tánh phải tu tập, còn bằng không thì mình sẽ chịu khổ địa ngục. Chứ địa ngục ở đây là xin lưu ý, chúng ta có thể là người địa ngục, để chúng ta có nghĩ ác, nói ác, làm ác. Ở đây thì nè, có ý hại mẹ rồi sau đó ăn năn, nhưng mà người đó vẫn gọi là người địa ngục. Cho nên thì địa ngục có nghĩa là khá yếm, khá ngu, bất lạc nè, là vô nè, hữu nè, là những cái cả cái nó làm cho mình đau khổ nè, buồn phiền nè, nhàm chán nè, không vui nè. Đó là cái tâm trạng của người địa ngục là vậy đó, chứ không phải là đợi tới cái từ địa ngục. Đừng có hiểu rằng mình chờ cái ngày chết rồi mình lọt xuống cái dương địa phủ đâu trong lòng đất á, cái đó là hoàn toàn không có, không phải của đạo Phật rồi. Hiểu cái này như thế là sai. Thấy cái chỗ đó đó, địa ngục là khá hiếm. Những cái cảnh mà mình não nề, mình chán chê, sợ hãi, đau thương cùng cực, thương cùng cực cũng địa ngục, ghét cùng cực, sợ hãi cùng cực địa ngục. Do lẽ đó trong các kinh Phật nói, nếu thấy người tu hạnh lành thì gọi là người trời. Đấy, trời đó, nếu thân miệng ý mà tu thập thiện thì người đó là người trời. Chắc phải là bà đợi bay lên trên bao nhiêu tầng mây mới là người trời. Thấy người tạo nghiệp ác thì gọi là thấy địa ngục, vì chắc chắn họ sẽ thọ quả báo khổ. Cái người chịu quả báo khổ, thọ quả báo khổ, sống trong khổ hải, sợ sệt, đau thương, gọi là địa ngục. Hết giờ rồi, đúng đây nha.
A Di Đà Phật. Bây giờ tôi cho tôi vài phút tôi nói nha, cái này các Phật tử để ý. Hôm nay các vị đề xuất ra để mà xin ở đây đó mà, thì cái tấm lòng của tất cả các vị tôi nghĩ rằng không ai ai nghĩ ngợi gì trong việc buồn vui đâu. Nhưng mà theo tôi đó thì tôi đã nói nhiều lần rồi, cũng như là danh sách rồi tôi nêu biết đó mà, thì nói chung lại là Phật tử nếu mà phát tâm thì cứ lúc nào có thì cứ vào trong cái chỗ văn phòng chỗ tôi đó, lần một lần hai lần ba lần bốn gì không có rầy rà gì hết. Nhưng mà đừng quyên góp ở trong lớp. Quyên góp rồi cái bữa đó lỡ tao có đem tiền người ta ngại sao, rồi mai mốt người ta sợ tao không đi chùa nữa sao. Cho nên là thôi, bữa nay lỡ lần thôi, còn từ đây thì sao thì mình biết rồi đó. Cứ vào ở trong văn phòng chứ mình quên đây là nó quen à, ở đây là cấp không quen nha. Trừ ra cái ngày mà cứu trợ bảo lục này kia đó, còn bình thường có chuyện nội bộ thầy trò mình biết rồi. Ôi, cảm ơn mình thích nha. Từ đây thì sao mình không làm vậy nữa. Chúng sanh chỗ biên thề nguyện độ thiện đạo vô Phật, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề, đồng thờ Phật thầy đạo vô thượng thể nguyện thành. Thank you.